ta đã nói đến tư duy hợp tác rồi, nhưng mà có một cái tư duy cũng rất là quan trọng, đó là tư duy cạnh tranh. Thì ông Anh nghĩ thế nào về cạnh tranh và mối quan hệ của nó với lại hợp tác? Liệu hợp tác nhiều quá thì có mất đi tính cạnh tranh hay không? Hùng Anh nghĩ là cạnh tranh là cái cốt lõi và giống như cái bản tính của một nhà lãnh đạo. Khi mà anh lãnh đạo thì anh có xu hướng anh muốn dẫn đầu, anh muốn đi đầu, anh muốn có cái gì đặc biệt và nổi bật hơn những người khác. Thì từ cái điều đó mà người ta đi đến cái vị trí của người ta. Cho nên là đối với ông Anh, cạnh tranh là một cái tiền đề để mà một cái nhà lãnh đạo có thể làm lãnh đạo. Nhưng mà suy nghĩ về cạnh tranh là một cái chuyện khác. Chúng ta nghĩ là cạnh tranh là một thứ phải hơn người khác, phải giỏi hơn, phải làm cho người khác thua mình. Thì theo Anh đó không phải là một cái tư duy về lãnh đạo, lãnh đạo về cạnh tranh. Mà cạnh tranh ở đây có nghĩa là đầu tiên là mình phải cạnh tranh với bản thân mình. Mình làm tốt hơn, mình cố gắng hơn, mình hoàn thành cái điều mình mong muốn. Và mình có thể đạt được điều mình muốn là cái cạnh tranh với bản thân. Nếu mà cạnh tranh không phải là muốn hơn người khác, đồng ý là cạnh tranh thì mình cần phải làm tốt hơn mình trong quá khứ, đúng không? Và liên tục làm tốt hơn, cái điều đó rất là đương nhiên. Nhưng hỏi là vậy thì tao có muốn làm tốt hơn người khác hay không? Và tao có muốn vượt khách hàng của người ta hay không? Cái người khác giống như là một cái chỉ dấu hay là một cái thang đo để mình biết đang ở đâu và mình đang cố gắng. Thứ nhất là mình có thể làm tốt theo cách của mình. Và không có nghĩa là mình sẽ đạp đổ người khác để người khác thua mình xuống. Họ vẫn cứ tiến lên và mình cũng tiến lên theo cái nhịp độ và theo phong cách của mình. Đúng rồi. Thực ra cái quan trọng nhất ở đây không chỉ là hơn người khác, không phải là hơn người khác, mà theo anh nghĩ là cái chữ là sự khác biệt. Chúng ta cạnh tranh bây giờ cái không gian nó quá lớn. Khách hàng cũng rất là nhiều, ở trên trái đất này có đến 8 tỷ người. Đúng, Việt Nam không có 100 triệu người. Vậy thì vấn đề không phải là chúng ta phải giết đối thủ cạnh tranh như trong phim Hồng Kông, mà cái câu chuyện quan trọng nhất là gì? Chúng ta làm cách nào để sản phẩm của chúng ta tốt hơn, khác biệt hơn, nhắm vào những nhóm khách hàng khác đi cũng được. Đúng không? Và để trên kia câu chuyện đó chúng ta cạnh tranh. Vậy chúng ta nên nhìn đối thủ cạnh tranh như thế nào? Có phải là kẻ thù không? Theo em á, thì chúng ta nhìn đối thủ cạnh tranh như là một cái đối tượng để chúng ta, thứ nhất là học hỏi, mà thứ cho chúng ta tìm hiểu xem họ có cái gì đặc biệt. Và như anh nói là để mà biết về họ rồi thì chúng ta cố gắng làm khác đi, làm tốt hơn để mà thành công. Anh nghĩ cái này là một cái từ khóa rất là quan trọng. Rất là nhiều người anh thấy là họ nhìn vào đối thủ hàng ngày, rồi sau đó thì tức tối chê bai đối thủ, rồi là khó chịu với đối thủ. Nhưng mà thực ra anh nghĩ rằng những người đó là những cái người không thực sự là những người đã... Đúng không nào? Mà những người đó thực sự là họ không có một cái chiến lược gì cả thì người ta mới như thế. Còn những nhà lãnh đạo thực thụ họ vẫn liên tục quan sát đối thủ, nhưng mà quan sát thậm chí anh còn nghĩ rằng những nhà lãnh đạo mà thực thụ họ quan sát đối thủ trong một cái niềm vui là thấy là à, đối thủ xuất sắc quá, họ có những ý tưởng hay quá, mình có thể làm được như họ hay không, mình có thể thay đổi gì, mình có thể khác gì với họ. Nên đối thủ giống như là một cái nguồn năng lượng để cho những nhà lãnh đạo đó họ tìm ra cái con đường khác để mà cạnh tranh. Thì cái điều đó anh nghĩ là quan trọng hơn rất là nhiều. Và bởi vì cái cuối cùng không phải là đối thủ giết chúng ta, mà là chúng ta tự giết mình chứ. Vinason chết đâu có phải là vì Uber, mà là Vinason không thay đổi kịp với lại cái thời đại thì có thể anh ta chết. Các trường đại học cạnh tranh với nhau không, họ không phải là do đối thủ giết họ, phải không? Mà họ tự chết. Nên anh nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của chúng ta là thay đổi góc nhìn. Là gì? Nhìn chăm chăm vào đối thủ chỉ để ganh tị và để ghét bỏ, không giúp chúng ta điều gì cả. Và nhìn vào họ để học hỏi và nhìn họ như một nguồn truyền cảm hứng cho chính mình để mà cải thiện. Thì cái góc nhìn cạnh tranh là góc nhìn đó. Nên anh cũng rất là quay lại với cái ý đầu tiên của Hồng Anh, tức là gì? Làm sao chúng ta có thể gọi là gì đó, cạnh tranh một cách lành mạnh và luôn luôn dùng cái cạnh tranh như là một cái động lực bên trong để tự học hỏi, để tự cải tiến và liên tục tiến về phía trước. Thì câu chuyện là quan trọng. Em thì nghĩ là thường lãnh đạo mà xuất sắc, họ sẽ nhìn cuộc cạnh tranh như một cái cuộc chơi và một cái thú vui. Họ biết là họ đang thiếu cái gì, họ yếu cái gì, đối thủ mạnh hơn cái gì, và họ vận dụng những cái điều họ tốt hơn để cải thiện cái điều yếu. Và khi mà họ chiến thắng thì họ không có xu hướng là đạp đổ hoặc là gọi là chê bai đối thủ. Nhưng mà khi họ thua thì họ cũng sẽ không có cay cú và cũng không có xu hướng là người ta chán nản. Thì đó là cái tư duy về cạnh tranh. Thắng không kêu và bại không nản. Đúng rồi. Cái đúng không nào? Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng những cái nhà lãnh đạo họ đều tôn, thực ra là những cái lãnh đạo xuất sắc hoặc là những anh hùng xuất sắc, họ thường tôn trọng lẫn nhau. Kể cả khi họ ở hai bên cửa bầu chiến tuyến thì họ đều ngưỡng mộ lẫn nhau vì họ đều thấy cái tài năng của nhau. Nên anh nghĩ cái câu chuyện hiện nay không phải là chúng ta đang không phải nằm trong một cuộc chiến tranh, và chúng ta đang nằm trong một cái bối cảnh hợp tác toàn cầu. Ai cũng có cơ hội để phát triển cả, doanh nghiệp nào cũng có cơ hội phát triển cả. Anh không phát triển được là do anh không có nỗ lực thôi.
chứ chứ không phải do đối thủ đang chèn ép anh, đúng không? Thì góc nhìn về cạnh tranh nó nên là như thế.